Kênh Hoa Lan Thơ xin kính chào các chú anh chị. Thì hôm nay Hoa Lan Thơ mình sẽ làm một cái video chia sẻ đến cho các cô chú anh chị mới tập chơi. Còn cả nhà mình ai biết rồi thì thôi. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video mà nói về một cái dòng hoa lan thăng thồng. Đó là một cái cây long tu xuân. Đó. Mình sẽ chia sẻ cho cả nhà mình cái cách trồng và chăm cây long tu xuân cho nó tới sẽ ra hoặc ra nó sẽ ra hoa luôn. Đó. Thì long tu xuân á thì là một cái dòng hoa lan cho hoa vào cái dịp mùa xuân. Đó, cho hoa vào cái dịp mùa xuân, hoa rất là đẹp. Đó, nó cũng tùy vùng miền nữa cả nhà. Tuy nhiên những cái dòng mà mình lấy như cái dòng này nè, nó rất là đẹp. Nó có những cái họng màu vàng, vàng đậm, cánh nó tím pha lẫn màu trắng nữa, rất là đẹp luôn. Đó, màu mà hoa nó rất là to. Đó, tuy nhiên có một số người ta nói là hoa nó thơm, nhưng mà thật chất là hoa nó không có thơm. Đó, hoa nó không thơm nha, hoa to. Và nó cho hoa theo những cái nách lá như thế này. Đó là nhờ là những cái mắt hoa nó sẽ cho theo những cái nách lá này. Sau khi cây đó trưởng thành nó thắt đọt thì nó sẽ rụng hết lá này. Nó rụng hết lá như vậy thì nó mới cho hoa. Đó, sau khi nó cho hoa xong thì những cái thân này thuộc trở về những cái thân già. Thì long tu nó có hai loại, một loại là long tu sưng và một loại là long tu đá. Long tu đá thì bản chất của nó thường thì cây nó nhỏ và nó ngắn hơn cái long tu sưng, mà nó cũng tùy theo vùng nữa. Mà thường thì những cái thân long tu đá thì nó sẽ nhỏ và ngắn hơn nha, và cái cách nhận biết của nó thì nó cũng khác nữa. Nó tuy nhiên hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách trồng và chăm long tu sưng. Đó, còn long tu đá thì khi nào mình có cái cây long tu đá mình sẽ chia sẻ sau. Thì mỗi một cái cây nó có cái những cái đặc tính khác nhau hết, nó không giống cây nào nó giống đặc tính với cây nào hết. Đó, long tu sưng ngày thường thì nó nở hoa vào mùa xuân. Đó, cũng có khi nó nở ngay Tết, thì nó tùy vào những cái thời tiết và những cái vùng miền khác nhau nha cả nhà, chứ không phải là ở vùng miền nào nó cũng sổ ngay Tết là không có. Thí dụ như là ở miền Tây thì chắc chắn một điều là không bao giờ nó sổ ngay Tết. Đó, không bao giờ nó sổ ngay Tết. Còn ở vùng ngoài thì sao thì mình không biết, nhưng mà nó sẽ sổ hoa vào dịp mùa xuân. Đó, mùa xuân với theo mình nghĩ là cái lúc người ta bốc về á, là nó do sốc nhiệt môi trường hay sao á, khi người ta bốc về thì nó sẽ sổ một lần hoa. Nó là những cái thân già còn lại nó sẽ sổ một cái thằng lần hoa khi cây thắt đọt là vào mùa tháng 4. Nhưng những cái chậu này còn sót lại của mình đó là hồi tháng vừa rồi đó, tháng 3 tháng 4 đó, thì năm nay năm nhuận thì hồi tháng 3 vừa rồi nó sẽ sổ hoa. Nó thì đúng là tháng 3, nhưng mà nếu mà tính đúng thì nó ra là tháng 4 tại năm nhuận. Đó. Thì nó sổ hết hoa luôn. Đó, hết hoa luôn thì nó lọt vào tháng 4. Đó là do cái nó sốc nhiệt môi trường hay sao đó mình không biết. Thì đó là nó sổ một lần hoa vào tháng 4. Rồi một cái lần hoa sắp tới đây là nó sẽ là nằm trên những cái thân tơ như thế này. Là hiện tại giờ nó cũng đang thắt đọt. Cả nhà thấy không? Những cái thân tơ lên rất lũ, nó cào thân mẹ luôn. Đó, nhưng mà cái độ bự thì, cái độ to, có độ phình thân thì nó chưa bằng thân mẹ nha. Đó, cái lý do là cả nhà mình đừng có lo, là tại vì sau khi cái cây mà nó thắt cái ngọn này nè, nó bắt đầu đủ dinh dưỡng rồi, cái đầu bộ rễ nó sẽ co lại và bắt đầu nữa nó sẽ xuống hết lá, thì cái thân này nó sẽ phình ra lại. Đó, nó phình, nó tích trữ đủ dinh dưỡng, nó sẽ phình cái thân lên, lúc đó nó cho hoa. Đó, cho nên nhiều khi cả nhà mình những cái dòng thân thồng thì thường thì nó là vậy. Đó, thì cái cách chăm của nó thì rất là dễ. Một cái dòng hoa lan rất là dễ trồng, dễ chăm. Cái long tu sưng này thì cả nhà mình có thể là mình ghép gỗ hoặc trồng chậu. Nếu mà thường thì cả nhà mình có gỗ hoặc lũa gì, cả nhà mình ghép gỗ thì nhìn nó hay hơn. Thì nó theo nhìn nó giống như những cái tự nhiên, khi cái thiên nhiên hơn. Đó, mình ghép gỗ thì nó trong rừng thì bản chất nó cũng bám vào những cái cây gỗ ở trong rừng. Đó, để nó thòng xuống chứ nó không có dựng gì. Dựng lên gì thì do mình về mình trồng và mình tạo dáng lại cho nó thôi. Thí dụ mình thích dựng thì mình để dựng lên gì, còn mình không thì mình cứ đưa xuống cho nó thòng xuống dưới này cũng được, không sao hết. Thì đặc tính của cái cây này là nó rất là dễ chịu. Thí dụ như khô nó cũng chịu. Đó, mà ẩm thì nó cũng chịu. Nói chung mà mát hay là nắng gì nó cũng chịu. Nói chung
Nói chung mình treo nó, mình treo nó qua một cái lớp lứ đổ lại nha là ok, chứ mình đừng cho nó ăn nắng chăm chăm thôi. Thì mình thấy hầu như là mình treo tùm lum hết nó vẫn thích hợp. Thế là qua một lớp lứ có nè, đó ở trong mát cũng có nè, là mình thấy hầu như nó vẫn chịu hết đó. Tuy nhiên để cho cái cây lan nó khỏe và nó có những cái bộ lá nó xếp đẹp khích và nó dày lá nhìn nó bắt mắt trong cái thời gian nó còn lá để mình chơi thân lá, thì mình nên cho nó ăn nắng đó. Mình nên cho ăn nắng để cho cái bộ lá nó xếp đó, rồi thân của nó là nó được cái một cái màu vàng khi chắc cây, như là mình nó ăn được cái nắng nó lên một cái màu vàng rất là đẹp đó, nó lên một cái màu như vậy nó rất là đẹp nha, rồi xanh lá mạ đó rất là đẹp. Còn ở nhà mình để trong mát thì cây vẫn phát triển bình thường đó. Tuy nhiên thì ví dụ mình để trong mát thì mình tưới nó hạn chế để cho nó tránh cái trường hợp nó bị thối, cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái cây nó không có được cái màu xanh đẹp như màu xanh lá mạ như gì, mà nó sẽ chuyển sang một cái màu xanh đen đó, thì cái cây đó thì nó không có được khỏe bằng cái cây mình cho ăn nắng. Tuy nhiên cây nó vẫn phát triển bình thường, tới mùa thì vẫn ra hoa đó. Đặc biệt một cái điều đặc biệt của cây lông tu sưng, tới mùa là nó sẽ ra hoa, cho nên mình khỏi cần kích hay là làm bất cứ một cái gì hết. Còn những cái mắt nó còn lại như những cái thân dài như thế này thì nó sẽ ra kỳ đó, nó sẽ ra kỳ và nó sẽ không cho ra hoa mà nó sẽ ra kỳ tiếp theo, những cái mắt thân già còn lại. Còn những trên cái thân tơ mà sau khi nó thắt đọt rồi nó cho hoa xong rồi còn những mắt lại nó cũng cho kỳ luôn. Thì cái kỳ này thì mình nhân giống đó, thì cái cây lông tu sưng là cái bộ rễ nó rất là nhỏ, nó như là nó là thuộc dạng thân thòng, như dạng như là phi điệp. Cho nên nếu cả nhà mình trồng á mình nên tự nhiên nó khàn tiếng cả nhà đó, mình trồng á thì mình nên trồng với cái vỏ thông nhỏ thì cái cây nó phát triển nó nhanh hơn đó. Tuy nhiên mình trồng với cái vỏ thông lớn như thế này thì cây nó vẫn phát triển bình thường nha đó. Thì cái này cũng do là ăn thua cái cách mình trồng thôi. Đó, thí dụ như cái vỏ thông lớn thì mình tưới nước thí dụ bình thường ngày 2 lần, còn cái vỏ thông nhỏ thì mình tưới một ngày đẫm một lần, một vào khoảng trưa 9-10 giờ sáng cũng được, không sao hết. Đó, thì cái vỏ thông nhỏ thì nó giữ nước nhiều hơn cái vỏ thông lớn vậy thôi. Thì tuy nhiên ở đây mình trồng cái vỏ thông lớn thì rễ nó cũng xuống, nó bám là ok hết nha. Đó, cái rễ nó nhỏ vậy mình trồng cái vỏ thông nhỏ thì mình thấy nó hay hơn nó đúng cái bản chất của nó hơn. Thì cái cách trồng đơn giản thôi, mình có thể mình trồng bằng vỏ thông nè, bằng than nè, hoặc làm ghép gỗ đó, bình thường đó, mình có thể là mình bỏ giá tẻ vô lên thôi rồi mình đặt cái cây lan lên cố định nó lại, rồi có thể là mình cho một lớp rêu phía trên để giữ ẩm lúc ban đầu, hoặc là khỏi cũng được. Nếu mình để cây trong máng mình tưới cây giữ ẩm bình thường một ngày 2 lần, nếu mà lúc mà cây chưa ra rễ thì mình khỏi để rêu cũng được, không sao hết. Nhưng mình ở đây mình trồng mình cũng không để rêu. Thì nếu mà cả nhà mình có gỗ hoặc là lũa gì đó, cả nhà mình ghép á, lên nhìn cái cây này nó nhìn thấy nó có cái dáng vẻ của cái thiên nhiên hơn thì nhìn nó hay hơn. Tại vì các dòng thân thòng này thì sau khi cây nó lớn lên, nó cao, nó bự thì nó sẽ thòng xuống, nó đưa cái đầu xuống dưới, nó chúc cái đầu ngược xuống dưới đó, thì nó tạo cái hình như dạng như là một cái thác đổ gì đó, nhìn nó rất là bắt mắt. À, tuy nhiên mình trồng chậu thì mình vẫn tạo được cái dáng đó cho nó, nhưng mà nhìn thì cái vẻ nó không được thiên nhiên thôi. Nhưng mà nếu mà mình gỡ những cái dây cố định nó ra thì nó vẫn thòng xuống như là một cái hình, nó chúi cái đầu xuống như một cái hình thác đổ, và khi nó cái đối diện ánh nắng mặt trời đó, thì nó sẽ cong lên như thế này đó. Thì cái cách chăm nó đơn giản thôi, mình có thể mình treo cây qua một lớp lưới 75% nắng đổ lại đó. Thì cái đó thứ nhất. Cái thứ hai mình bón phân tăng chậm vô gốc cho cây, và cái thứ ba là mình kết hợp, ví dụ mình phun phân cho các loại lan kia hàng tuần thì mình cũng phun cho cây luôn đó, không sao hết. Nếu mà cả nhà mình không xài phân thì coi giờ vẫn xài nước vo gạo bình thường, cây vẫn phát triển bình thường, vẫn đẹp, thân vẫn mập mà là vẫn cao đó, chứ không phải là nó thấp. Nếu mà mình bón phân gốc và mình kết hợp mình cho nó ăn phân một tuần lễ 10 bữa một lần thôi cũng được, thì cây nó phát triển ào ào luôn đó. Thì tại vì trong bản chất thiên nhiên ở trong rừng của nó, thì cả nhà anh biết khi ở trong rừng không có gì chăm sóc thì cái cây nó chỉ hưởng được những một cái lượng thức ăn nhất định, thí dụ như là
những cái lá cây khô nó gớt lên, nó gớt lên thì nó tạo những, nó mục đi là nó quay đi, nó tạo những cái phân cho nó ăn, hoặc là phân chim, nó phân chim đồ nó ị nó rơi xuống thì nó tạo lên những cái phân hữu cơ cho nó ăn, hoặc là nước thì tới mùa mưa thì nó mới 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 có cái lượng nước nhất định, chứ bình thường cái mùa nắng thì nó vẫn chơi chọi ở giữa rừng thôi, nó không có sự cung cấp. Mà cái lượng nước mà để mùa nắng nó dự trữ nó có thì nó nằm ở trong thân cây. Nếu như mà nó ở trên một cái cây tươi thì nó vẫn có một cái lượng nước nhất định từ cái thân cây và cái nguồn dinh dưỡng để nó phát triển, thì nó nằm ở trong cái cây mà nó bám ở trong rừng, thì cái đó là nó sống là nhờ vào cái cây đó là chủ yếu. Nó còn về nhà mình chăm nó thì cây nó vẫn phát triển ào ào luôn, nó rất là nhanh. Cái dòng lông tu này thì mình trồng, lông tu sưng này trồng rất là dễ. Tuy nhiên lông tu sưng nó khác, lông tu đá nó khác nha. Cả nhà mình lưu ý, lông tu đá thì nó không có dễ trồng như lông tu sưng nha. Cái đó cả nhà mình nên lưu ý. Mà nếu lông tu thì cả nhà mình nên mua lông tu của rừng Việt Nam mình thì nó cũng dễ thuần hơn. Còn lông tu Lào thì cũng có khi về có những khóm mình trồng hoài nó không ra rễ. Cái tình trạng đó thì mình cũng gặp rồi. Nó mình trồng có khi là cái mầm này nó lên cao luôn mà nó không chịu ra rễ. Nó mình nhìn nó mình rất khó chịu. Nó tuy là cây nó vẫn lớn vẫn phát triển thì nó phát triển là nhờ những cái thân già nó cung cấp dinh dưỡng thôi. Còn bản chất của nó thì nó không tự nuôi nó. Đó, thì nó cũng gặp những cái trường hợp đó, lông tu Lào đó. Thì cái cây lông tu thì nó rất là dễ chăm đó, mình về mình chỉ xử lý lúc ban đầu rồi mình trồng lên đó là mình tưới nước thôi, giữ ẩm thì nó cũng vẫn ra rễ bình thường đó. Mình treo ở chỗ nào nó thoáng gió một chút đó, thì cây nó phát triển rất là nhanh luôn. Mà có nắng đó, thì cái lá này nó xếp gục mà nó lên một cái màu xanh lá mạ cực kỳ chắc đó. Thì bản chất cái thân hồng nó khi thắt đọt là phải xuống hết lá vậy nè. Cho nên những các cô chú anh chị mới tập chơi, nếu mình không biết thì mình nhìn dùm nó cái cây nó sắp chết, nhưng mà thật chắc là không phải vậy. Và mà khi nó thắt đọt rồi là cái bộ rễ nó sẽ co lại, nó không còn hút dinh dưỡng nữa, tại vì dinh dưỡng nó dự trữ ở trong thân này đã đủ rồi đó. Thì giờ nó xuống hết lá nó sẽ phình cái thân lên, tại nó không còn nuôi lá gì nữa thì dinh dưỡng nó dồn vô cái thân hết, nó sẽ phình cái thân lên, là lúc đó là nó chuẩn bị cho một cái mùa hoa để cho mình ngắm đó. Thì nó cái cách trồng và chăm nó rất là đơn giản gì thôi, chứ nó không có gì cầu kỳ mà khó như những cái dòng lan khác hết đó. Mà cái dòng lông tu sưng này khi các cô chú anh chị mình mới tập chơi đó, mình nên chơi những cái dòng này trước, tại nó rất là dễ chăm đó, mà hoa đó thì cũng rất là đẹp đó. Thì mình nên chọn những cái dòng mình mà nó dễ như thế này thì mình trồng chăm trước, rồi khi nào mà mình chăm nó đạt yêu cầu rồi thì mình chuyển lên những cái dòng nó hơi khó tính một chút thì nó dễ hơn đó, đơn giản vậy thôi. Lông tu sưng thì trồng nó rất đơn giản, nếu mà cả nhà mình ghép gỗ thì cây nó phát triển ào ào luôn đó, nó thoáng mà nó có một cái phong cách của nó, mình nhìn cũng như là nó giống như là thiên nhiên, nhìn nó đẹp, nó bắt mắt hơn đó. Rồi thì hôm nay mình chia sẻ đơn giản cho cả nhà mình thôi, cái cách mình chăm cái cây lông tu sưng. Đó, trồng mà chăm rất là đơn giản. Cả nhà mình cảm thấy hay cho mình xin cái nút like, cũng như chưa đăng ký kênh mình bấm vào nút đăng ký kênh. Và mình bấm vào cái chuông để cập nhật những cái video khi mình đăng lên. Đó thì đó cũng là cái động lực để giúp Hoa Lan Thơm ra nhiều video cho cả nhà mình tham khảo. Xin chân thành cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.